Liên tiếp hai vụ cướp tiệm vàng táo tợn đã xảy ra ngày hôm qua tại Khánh Hòa và Đà Nẵng. Tối qua, hai đối tượng đã ngang nhiên dùng súng cướp tiệm vàng trên đường Hùng Vương, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trích xuất camera cho thấy khi tiệm vàng này đang có đông khách mua bán thì xuất hiện hai người, gồm một nam và một nữ đi xe máy đến. Đối tượng nam dùng súng để khống chế bảo vệ và nổ súng khiến cho nhiều người tháo chạy. Còn đối tượng nữ đập tủ cướp đi nhiều trang sức và tiền. Vụ cướp diễn ra chỉ trong vòng 1 phút và hai nghi phạm chạy thoát ngay sau đó. Hiện công an đang tiến hành truy bắt. Còn tại Đà Nẵng, vào chiều qua, đối tượng Nguyễn Quang Diện, trú tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đã giả vào tiệm vàng Ngọc Vân Hưng trên đường Điện Biên Phủ để mua vàng, rồi cướp một nhẫn vàng trị giá 14 triệu đồng và bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang Diện khi mà đối tượng đang bán lại chiếc nhẫn này cho một tiệm vàng khác trên đường Kỳ Đồng.